chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Hôm nay, Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn những yêu cầu và sự chuẩn bị cần thiết để bạn có thể xin được một suất học bổng tại Mỹ. Nếu có điểm tổng kết từ 7 chấm và điểm tiếng Anh IELTS là từ 5.5 trở lên hoặc tương đương, bạn có thể nghĩ đến việc nộp hồ sơ xin học bổng. Lựa chọn trường phù hợp, đó là đầu tiên phải xác định được nước sẽ đến học tập và tham gia các buổi hội thảo du học, tìm kiếm sự hỗ trợ thông tin của những công ty tư vấn du học uy tín để tìm hiểu rõ hơn, xác thực chất lượng các trường ở nước đó. Kế tiếp là phải trải qua quá trình tìm kiếm trường phù hợp bản thân, xác định nơi phù hợp về khí hậu, phong tục tập quán và người quen, người thân ở những khu vực gần trường. Học bổng du học có rất nhiều, nhưng điểm chính là bạn có chọn được trường, được ngành phù hợp với mình hay không. Thứ hai là phải nắm vững quy trình ứng tuyển. Điều đầu tiên bạn làm là đọc tài liệu một cách cẩn thận và hiểu những thông tin được yêu cầu. Thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, viết thư hoặc gọi điện hoặc gửi mail cho trường để đảm bảo bạn có đủ chi tiết về thủ tục xin cấp học bổng và các yêu cầu để của người nộp đơn có thể là thành công. Thông tin bạn có không bao giờ là quá tải. Trước khi nộp đơn, bạn cần kiểm tra mọi yêu cầu để biết chắc mình có đủ điều kiện rồi mới bắt tay vào làm các thủ tục. Thứ ba đó là bạn phải chuẩn bị về tư tưởng. Có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, nhưng điều cần thiết nhất là chuẩn bị tư tưởng. Lời khuyên của các chuyên viên tư vấn du học là học sinh phải bỏ ra 1 năm để chuẩn bị hồ sơ, bao gồm thi IELTS, viết bài luận, xin 2 thư giới thiệu, viết resume, chuẩn bị bản điểm đẹp và các giấy tờ chứng nhận hoạt động ngoại khóa. Mỗi phần đều có những khó khăn riêng, đòi hỏi ứng viên phải bền bỉ giải quyết từng vấn đề. Và những điều bạn nên biết về học bổng du học của chính phủ, đó là xin học bổng là một quá trình cam go như đã nói. Do đó, ứng viên cần bám sát mục đích học bổng đưa ra. Bạn cần nhận thức rõ ràng về sở thích, mục tiêu tương lai và liệu học bổng có thực sự giúp ích cho mình hay không ngoài việc hỗ trợ về mặt tài chính. Về vấn đề giải quyết khó khăn bài luận, đầu tiên nhiều bạn tham khảo các bài luận trên mạng từ những người đã xin học bổng, cũng như là cách viết văn hay, thậm chí các câu chuyện ngụ ngôn nước ngoài. Mỗi lần viết xong thì nhờ thầy cô dạy tiếng Anh, có thể là người nước ngoài càng tốt, chỉnh sửa và góp ý. Theo tiết lộ của các bạn có kinh nghiệm thì phần khó của bài luận là ý tưởng, đồng thời phải nhớ rằng một bài viết chân thật luôn được đánh giá cao. Ngoài những yêu cầu trên, sẽ có nhiều điều các bạn vẫn còn đang thắc mắc. Các bạn hãy gọi đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ được tư vấn miễn phí qua hotline 0838382080, hoặc các bạn có thể đến tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn có thể truy cập vào website để truy cập mọi thông tin về học bổng du học, đó là tundaiduong.edu.vn và tddvn.com. Và theo như Trúc Giang được biết thì hệ thống giáo dục ở Mỹ có một chương trình học, đó là chương trình kép. Như vậy thì chương trình kép này là gì? Có phải bất kỳ sinh viên quốc tế nào đến Mỹ cũng đều được tham gia chương trình kép ở bất kỳ trường cao đẳng nào hay không, thưa anh Khôi? Chương trình kép thông thường thì được gọi là Completion High School Program. Có ở các trường cao đẳng cộng đồng, ví dụ như Green River Community College. Đầu tiên là chương trình được thiết kế cho những học sinh bản xứ Mỹ nào không thể hoàn tất chương trình trung học chính thống, nhằm tạo cơ hội cho họ hoàn tất chương trình tương đương trung học và tiếp tục chương trình cao đẳng và đại học. Và bây giờ thì chương trình được thiết kế thêm cho học sinh học lớp 10 tại Việt Nam, tức là chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Học sinh cần phải đủ 16 tuổi, có thể tham gia học tập tại một số trường cao đẳng cộng đồng chỉ ở tiểu bang Washington, Mỹ mà thôi. Đặc điểm của chương trình này là sinh viên sẽ tham gia chương trình học những cái môn học được yêu cầu trong chương trình tốt nghiệp của bang đó. Thông thường sẽ là toán, tiếng Anh. Về tiếng Anh thì có văn chương và đọc và viết. Về các môn khoa học, các môn xã hội, sinh viên bắt buộc phải học và thi hoàn tất những môn yêu cầu và thậm chí là thi SAT để được cấp bằng tốt nghiệp trung học nữa. Khi hoàn tất chương trình kép này thì có thể mất khoảng 1 năm đầu tiên không thể thời gian học tiếng Anh để đủ điều kiện bắt đầu. Tiếp theo, bạn sẽ học 1 năm nữa để hoàn tất chương trình cao đẳng. Hoàn tất 2 năm đầu, các bạn sẽ có bằng tốt nghiệp trung học hoặc là chứng chỉ hoàn tất trung học và bằng cao đẳng để chuyển tiếp học 5 năm còn lại buổi chương trình cử nhân ở bậc đại học. Do đó, tổng cộng thời gian cho một học sinh hoàn tất lớp 11 ở Việt Nam có bằng cử nhân
chỉ khoảng 4 năm học. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ, khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.